sau hai lần cộng 6 thì nói chung là tôi cũng không còn nhiều hy vọng vào cái gói này nữa. Nhưng bây giờ nó là niềm hy vọng cuối cùng để tôi bám đấy thôi không ạ. Hôm nay liệu có chắc là ra cộng 8 không hay vẫn như cộng 6 mọi lần. Hai lần đều mình mít cộng 8 từ gói này là lần Mbappe và một lần là Balotelli. Đấy. Cảm ơn Phát nhá. Mở. Ai đây? Gỡ đầu tiếp này. Số 11. Bao. Bao. Hello mọi người, hello anh em nha. Wow. Các bạn xem clip chưa? Mới lâu lắm mới thấy Sơn Tùng ra bài mới nhỉ. Áo vẫn mặc mà nhưng chẳng qua là các bạn có thấy không? Ngồi ở cái góc này á, cái ánh sáng nó tốt đấy, nhìn áo em mu đẹp nhỉ. Công nhận đấy. Cái góc ngày xưa của tôi nhìn áo em mu nó không được đẹp này đâu, nhưng mà ui, nhìn áo này này. Mẹ như áo riu ấy, mặc dù là tôi mua nó rất là rẻ. Ít mặc có khác, kiểu cảm giác lúc nào mặc nó cũng mới. A few moments later. 726 tỷ. Ô! Ơ là cái ông mà nó đến à? Đúng không? Ơ đi. Ơ đi là ông mà nó đến rồi à? Trời ơi. Khán giả đâu, không khán giả làm sao mà đâu nick này của bạn Tuấn Phát. Thế nào, xem đội hình qua. Ui. À có đô này mua ở Toàn đúng không? Rồi. Nguyên team TT. Ái chà. Rô béo. Hôm trước còn đập lên con cộng 9 nào. Ui mẹ ông này cũng là mẹ biệt đội săn vàng không ạ. Trong team STV thôi chứ không phải Ác Vinh đâu. Ok cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Đấy của bạn Tuấn Phát mà. Tôi bảo các ông không tin. Ui Nicolas Otamendi này. Ui. Ông giống này. Ông giống mày này mà lên 8 gì á. Nhất người. Ui bạn dọn sạch sẽ kho luôn. Bạn ấy quay sẵn rồi đúng không? Ui. Thế là bạn này quay 1.000 vòng ra hai gói icon. Đúng rồi. Thế mà hôm qua mình quay không được nhở. Buồn nhở. Ây da. Rồi. Hôm nay không biết có ra được cộng 8 không. 5 tỷ rưỡi này. 6 tỷ này. 6 tỷ rưỡi. 12 tỷ này. Tí thì tính nhầm. 22 này. Rồi tiền tươi 22 tỷ. Tính ra 10 triệu. Riêng cái tiền nạp 10 triệu vào chúng ta đã thu về được 22 tỷ được rồi. Có kiểu nó bị hơi cao đúng không? Thôi xin phép bạn chủ nick dư một gói cho đi luôn. Bao nhiêu anh em nhớ xem hăng cho tôi số 1. Và bao nhiêu anh em thích có sự góp mặt của voi rừng cho tôi số 2 nào. Để xem là tôi nhìn xem là bây giờ kênh chat mình thích xem cái gì đã. Mic bé, mic to vãi lên nữa, anh đang nói với tần suất là 200%. Mấy các ông fan cuồng xem man à? Sao toàn số 1 vậy? Trời ơi. Thế là có chắc là voi rừng hay là người biển? Đấy, sơn tinh, thủy tinh. Bây giờ ra gì? Cái gì tinh? Rồi, ra đèn. Số 4 Makelele. Úi giật tay cả mình. Nhưng mà 108 mà chúng ta thu về được 7 tỷ 800. Rồi mẹ nó không, nhưng mà da của drop 3 nó sẽ nhám hơn một tí, nó không đen toàn đen đậm như thế này. Rồi ok đấy, ông cứ ngồi mà đoán đi, cứ mẹ người biển đéo hiểu sao. Rồi thế là ngon rồi, tạm thời là vạn sự khởi đầu nan, như quả như thế là ổn áp rồi còn gì nữa. 92, 80 gói à? Chúng ta bây giờ mở 30 gói rồi. Thủ môn luôn. Neuer. Đéo phải nói Sommer. Sao mở 10 mà ra mày Sommer này. Rồi, tiếp nào. Thích mở ra Captain America em đi nạp vào mà mở nhá. Nếu phải chiều em được. Pele. Rồi. Pele gọi là 2 vẫn chưa là phát nào thêm tỷ đấy nhở.
94. Rồi, 33, số 3. Số 3 là chắc chắn là có drop 3 rồi. Pickford 99. Sao thủ môn cái mùa BOE này chỉ số cao đấy nhở? Pickford mấy cái mùa như kiểu là COC nó cũng cao mà mùa này cũng cao. Chả hiểu kiểu gì luôn. Trời ơi. Rồi. Số 18. Mẹ Krozeka. Trời sao toàn tiền 100 triệu này. Trời ơi. Mở này không ổn rồi, mở này không ổn rồi. Số 11. Zakaria. Uầy. Sai sai nha. Sai sai. Được, cậu có để ý là nó hơi, đang hơi bị toang không? Công có nghĩ là tôi lên đâm lâu và từ từ mình cứ bình tĩnh, mình cứ bình tĩnh. Mình phải dùng một cái đầu lạnh. Rồi. Mở. Cứ bình tĩnh anh em ơi, bom tấn còn đợi đằng sau. Số 12. Tuyển Bỉ. Melner. Ôi. Mình nhớ là cái gói này như có mỗi mình mở LH cộng 5. Trời ơi. Có chắc là LH cộng 5. Ui, con này chỉ số cao. Đù, 95 à. Tiếp nào. Messi. Messi 100. 100, 100. À. Trời ơi. Ôi, Messi ba. Ui. Lìn ạ. À. Tôi chưa tôi mở được một con là 100 cộng 5 cả không ạ. À. Khó thật sự luôn ấy. Béo hiểu luôn nhưng mà chúng ta vẫn phải ghi vào M10 LH cộng 3. Cộng 4 là cũng ngon lắm rồi. Trời ơi. Cay. Đấy, quả này cộng 5 cho mà xem. Nào nào, Capper Smichael. Úi giời, cộng 4 này. Ê, các ông có để ý không? Cộng 3 xong đến cộng 4. Thì phát này cộng 5 chắc luôn. Phát này cộng 5 chắc luôn, tin tôi đi. Chắc chắn. Cộng 5 ở cái này. Cái gì nhỉ? Rodrigo. Ui. Cộng 5 đéo gì mà đồng thế. Đồng 5 à. Không không, quả này không che. Không che nữa. Lên công nào. Lên công anh em ơi. Mở. Gót ra. Số 11. Uầy. Saquiri. Đi một gói rồi. Đi một gói rồi anh em ơi. Sai rồi. Cảm bác có đuôi tài khoản hay gì đó là 886 nhá. Anh em nào muốn đổi tên để mà donate anh em có vào wiscan.vn anh em đổi tên nhá. Hơi đen một chút nhỉ. Bình tĩnh thôi. Từ từ lại đã. Zanetti. Ủa. Mới 2 phát tiền tể thôi à. Dragovic à? Vơ Tông Ngô. Tôi sợ quả 90 lắm. Thề tôi sợ quả đấy lắm. Tại vì là hôm trước đến giờ ấy, tôi mở toàn hát cộng 6 thôi. Bạn cứ bình tĩnh đi. Trời ơi. Quang này Quang lên công về thủ hơi bị nhịp nhàng luôn. Các ông thấy sự nhịp nhàng trong những pha lên công về thủ của tôi không? Chắc chắn là có rồi. 85. Có 1-2 wack. Hot đi. Mở. Chè. Thôi. GR rồi. Số 15.
Ô, con này trong đội có cộng 8 rồi mà. Ui. Đi mà, sai nhá. 6, 7. Bây giờ mình sẽ mở 30 gói. Rồi, xong mình đi 2 gói chính là hợp lý rồi. Sẽ đến lúc có dây đỏ rồi đấy. Số 4 à? Zera. Ui. Mình phải may mặc áo đỏ rồi mà. Kaka. Rồi, mãi thấy con tiền tỷ tiếp theo. Sợ vãi lìn luôn ạ. Rồi công hiểu chưa, công hiểu chưa? Bắt đầu đến lúc binh rồi. Đấy, bắt đầu. Đấy, bị trứng lại một đoạn đúng không? Rồi. Rồi xin phép bạn chủ nick nha, giờ sẽ đến với hai kèo chính. Bây giờ ra đúng một anh Zopa thôi là cả căn phòng chim này bừng nắng. Xuất điện đi. Sao ấy, có phải gói thật không vậy? Sao giống gói mượn đấy? Gói mượn 3 ngày đúng không? Vậy trên này mở chết em rồi. Sau 2 lần cộng 6 thì nói chung là tôi cũng không còn nhiều hy vọng vào cái gói này nữa. Nhưng bây giờ nó là niềm hy vọng cuối cùng để tôi bám đấy thôi không ạ. Bây giờ kèo này là tôi có 2 kèo gỡ. Một là kèo này, hai là kèo Hùng Dũng. Anh Hùng Dũng 8. Hôm nay liệu có chắc là ra cộng 8 không hay vẫn như cộng 6 mọi lần? Hai lần đều mình mít cộng 8 từ gói này là lần Mbappe và một lần là Balotelli. Kính may mắn. Kính này là nhìn trước tương lai này. Đấy. Cảm ơn Phát nhá. Mở. Ai đây? Gỡ đầu tiếp này. Số 11. Chỉ là một phép thử thôi, không hiểu không? Mặc áo MU mà nó phải kinh khủng như vậy. Xịn chưa? Còn chờ gì mà không like nữa?
71 tỷ một con hà. Rồi, ông thấy nhá, lần đầu gửi kèo ông quá hên luôn đấy Tuấn Phát ạ. Cảm ơn Phát nhá. Ôi, trời ơi.